ta cho con quả dừa này. Đây là sự thịnh vượng của con. Hãy giống như quả dừa này trong nhà chồng, cứng rắn với người ngoài nhưng luôn mềm mại với người trong nhà. Hãy dành cảm tình của mọi người bằng tình yêu và sự chân thật của con. Và ta cho con chiếc tù này. Hãy luôn giữ tấm lòng thiêng liêng, giống như âm thanh của vỏ ốc, luôn luôn hạnh phúc. Cha ơi, cha sẽ không quên con đúng chứ? Làm sao ta có thể quên con? Cô bé khờ khạo của ta, đừng lo lắng gì. Bây giờ lấy sự thịnh vượng của tài năng. Con cầm lấy. Đây là Ramayana, nữ thần Sita trong đó. Hãy luôn dõi theo chồng của con như nữ thần đã làm, bởi vì chồng của con luôn luôn đúng. Và Janaji và con sẽ luôn hạnh phúc. Chú Lakshana, anh xin hứa với em sẽ không ai có thể bước vào cuộc sống của anh nữa đâu. Làm tốt lắm Kulia. Đây là bước đi tuyệt vời. Anh đã không nghĩ về quá khứ và dùng nó để phát động một cuộc tấn công. Em đã trang trí bàn thờ theo cách đó. Ranachi chắc chắn không thể đứng ở đó được dù chỉ là một khoảnh khắc. Bây giờ chính là thời điểm hành động. Đây là số phận ta sắp đặt cho Radachi. Nghe này,
Nó chỉ là một quả dừa rơi, không phải trời sập xuống. Sao ngươi đổ mồ hôi như tắm vậy? Đi đi. Đi và mang đức vua và nữ hoàng tới đây. Chân của ngươi có vấn đề hả? Ngươi còn đợi gì nữa? Đi mau. Rani Mai lấy quả dừa rồi. Ranima, hãy cho con giúp người. Đúng, đi và nói với Ranaji, cô dâu và gia đình của ấy đã tới. Nhanh xuống chuẩn bị nghi lễ khai mạc đi. Dạ, con sẽ đi ngay. Đưa cái này cho con đi, con sẽ giữ nó. Chỉ là quả dừa thôi, không phải một ngọn núi. Đi nhanh đi, giúp Ranaji mặc quần áo. Ranaji cũng là em họ của con. Đi đi. Dạ. Đặt nó lên bàn thờ. Xin chào mừng ngài. Tôi hoan nghênh tất cả mọi người đến với cung điện của chúng tôi. Nghi lễ của Ranaji sắp diễn ra. Trong thời gian chờ đợi, hãy đưa nữ hoàng vào phòng. Xin phép được mời quý ngài, quý bà qua đây. Khi Ranaji xem thấy bàn thờ và trở về, tất cả sự hiếu khách này sẽ trở nên vô ích. Ông ta sẽ về nhà cùng với cô con gái chưa lập gia đình. Lúc đó sẽ thế nào đây? Bệ hạ, người đàn ông sẽ đi một mình sao? Sao gia đình không đi cùng, hả? Cứ để tự nhiên. Chào mừng, chào mừng. Đợi em một chút. Đây sẽ là chuyện vui. Sarut, ta cố hết sức để lấy quả dừa từ Ranima, nhưng mà bà ấy không đưa cho ta. Và vấn đề bây giờ là quả dừa không nằm trong tay của bà ấy. Ranaji đang hướng tới bàn thờ. Bằng mọi cách chúng ta phải tìm thấy quả dừa đó và thay thế bằng một quả dừa hồi môn. Nhưng mà ta cần phải có mặt tại nghi lễ, ngươi có hiểu không? Ngươi đi tìm quả dừa đi, vì mục đích của ta. Nhanh lên, nhanh lên.
Con dâu à, hôm nay con đưa Janaji đến nghi lễ này, nhưng con tránh đôi mắt của thằng bé. Con quên là truyền thống cũ cần phải được thực hiện, đừng bao giờ quên. Xin thứ lỗi Ranima. Đối với những thứ xưa cũ tốt nhất là bỏ qua. Nếu người muốn tiếp tục, hãy cứ tiếp tục làm như vậy đi. Đó là truyền thống thuộc về thế hệ của người, dù muốn dù không cũng phải chấp nhận. Đây có thể là cùng một bàn thờ à? Đi và hãy đắm mình trong nước. Con hãy đi cùng đi, đến bàn thờ thực hiện nghi lễ. Không lẽ là cùng một bàn thờ? Anh đã trang trí bàn thờ giống như là anh đã từng nói với em, giống như một bông sen. Em yêu anh nhiều lắm, em yêu anh Janaji. Anh yêu em Sulakshana. Nếu như giờ em từ chối thì đức vua của Amekot
sẽ làm gì đây? À, trang trí thật là đáng yêu. Và những bông hoa rất đẹp. Đúng đó. Tôi cá là hôm nay Ranaji sẽ trông như thần Rama cho xem. Đúng vậy. Ranaji, bây giờ không ai có thể tách rời chúng ta. Rốt cuộc là ai làm chứ? Con đang hỏi rốt cuộc là ai làm vậy? Ai đã tạo ra trò đùa khó chịu như vậy ngày hôm nay? Rốt cuộc kẻ nào đã gây ra trò đùa khó chịu như vậy? Ranaji, 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 làm ơn dừng lại. Con đã đồng ý đám cưới này và con đã hứa. Một vị vua thà chết còn hơn phá vỡ lời hứa của mình. Con có nghe chưa? Lời hứa à? Là do nữ hoàng đã hứa chứ không phải là con. Con không làm vậy. Không hề có sự khác biệt với lời hứa của ta và của con. Dù gió có mạnh thế nào cũng không thể làm cho ngọn núi di chuyển được. Điều không thể xảy ra ngày hôm nay, và ngọn núi này đã phải di chuyển ngày hôm nay, thưa nữ hoàng. Không có gì là không thể xảy ra đâu. Và nó sẽ không thể dừng lại. Ngay cả khi người cố gắng dừng nó thì nó cũng không dừng lại. Con không thể nào quay trở về bàn thờ đó được. Con phải trở về, Ranaji. Nữ hoàng, người làm gì vậy? Nếu con bước thêm một bước, con sẽ chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra tiếp theo.
Đừng lo, sẽ không có gì đâu. Ranaji không thích thiếu sót bất cứ thứ gì. Tôi chắc chắn là có thứ gì đó thiếu sót trong việc chuẩn bị bàn thờ. Cứ chờ một lát. Công việc của thị diện tạ hết tính khi nông nảy đó không dễ nguôi giận đâu. Cầu thần linh cho ngày ấy không nổi giận, nếu không mọi người sẽ bị ảnh hưởng đó. Đúng rồi. Nếu con rời đi, cả đất nước này lẫn ngai vàng sẽ không tồn tại. Và ta sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được. Khi để điều đó xảy ra, ta sống với vương miện trên đầu và nằm xuống với nó. Được rồi, nữ hoàng. Không, Ranaji. Tại sao? Tại sao? Tại sao con lại trừng phạt ta vì một sai lầm nhỏ như vậy? Ta có thể hy sinh cả mạng sống mình, nhưng không thể chịu đựng được khi người đứng đầu hoàng gia bị sỉ nhục. Được rồi, mọi thứ sẽ nghe theo người. Người bình tĩnh một chút đi mà. Nữ hoàng à, người có nhận ra rằng người đã quên mất con chính là con trai của người hay không vậy hả nữ hoàng? Nhưng mà con thì không bao giờ quên. Chính người là mẹ của con. Gayatri, con đang làm gì ở đây vậy? Là gì, Ranaji rời khỏi bàn thờ nên con... Là gì Ranaji không thấy bàn thờ. Đồng thờ có rất nhiều vật cản trong đám cưới này nên ngài nhầm lẫn. Ngài ấy khó chịu với ta. Khi thấy bàn thờ mở, một vài vấn đề nhỏ luôn diễn ra tại lễ cưới. Con đừng lo lắng. Ranaji đã lo lắng cho mình và tâm trí mình đã rung động. Đi nào. Sao rốt người nên tìm ra quả dừa càng sớm càng tốt chứ? Ta đã cố ý rời khỏi bàn thờ và ta vô cùng xin lỗi. Ta vốn dĩ không nên làm như vậy. Tất cả những âm mưu đều thất bại. Mình có thể đưa ra cái gì mới hơn bây giờ? Chúng ta có thể bắt đầu lại nghi thức. Kokila, ta muốn nói chuyện với ngươi. Đi nào. Buông ra, ngươi làm gì vậy hả? Buông ra. Ta nhắc nhở ngươi một điều.
Người muốn nhắc nhở điều gì chứ? Ta giác ngươi rằng, dù trong rừng hay là thành phố, một con chồn cái không thể cản đường một con hổ. Người cố tình trang trí bàn thờ cho giống nhau, bàn thờ trong đám cưới đầu của Ranaji. Người đang buộc tội sao cho tôi đó? Tôi là chị dâu của người mà, và người đang tranh cãi với tôi. Một cuộc chiến giữa những người cùng đẳng cấp. Tôi không thở được. Đây là ta đang trừng phạt ngươi. Cả những cơn gió trong cung cũng phải được sự cho phép của nữ hoàng ta. Ngươi đang nghĩ rằng có thể ủ mưu mà ta không thể phát hiện ra sao? Bất kỳ cuộc tấn công nào mà Ranaji cũng không thể qua mắt ta. Thứ mà ngươi trộn vào củ nghệ lần trước cũng không là bí mật. Không hề có bí mật nào đâu. Hãy nhớ cho kỹ Kokila, những vết nhơ trong mối quan hệ của chúng ta đã được tạo ra bởi những mánh khóe và tất cả âm mưu của ngươi. Ta có thể loại bỏ những vết bẩn đó bằng máu của ngươi nếu ta muốn. Ta hy vọng là nữ hoàng đang nói rõ với ngươi tất cả rồi. Dạ ta biết. Con đã làm gì con dâu à? Con nói chuyện ngọt ngào với Ranaji để đưa nó lại bàn thờ. Cho dù con có thể giấu được cả thế giới này, nhưng không thể giấu được ta đâu. Đó là một định kiến Ranima. Người cho đó là âm mưu, nhưng con thì coi đó là chính trị. Dù con dao có sắc bén thế nào, nó cũng không nên đụng độ với một thanh kiếm. Con nghĩ là con sẽ thắng trận đấu này sao? Con đã thắng trận đấu này, Ranima. Đám cưới đã không bị đình trệ. Hãy chờ xem. Con ràng buộc trận đấu này bằng lời dối trá, và ta sẽ cưỡi trói cho nó bằng sự thật. Ta sẽ đi nói với Gayatri sự thật. Đây là một thỏa thuận, không phải đám cưới. Ta muốn thấy đám cưới này diễn ra thế nào. Đi đi. Nhưng hãy chắc chắn rằng người đếm các bước chân của mình khi bước đi. Bởi vì tôi sẽ nói cho tất cả mọi người sự thật về người, tương ứng với số bước chân người bước đi để chống lại ta. Nếu như mẹ chồng tiết lộ bí mật của ta, thì ta sẽ tiết lộ 10 bí mật về mẹ chồng. Bây giờ chúng ta đang ở trên một chiếc thuyền rồi. Nếu thuyền chìm, chúng ta sẽ chết đuối. Có chuyện gì? Hoàng tử à, quả dừa này đã mở ra rồi, và mất rất nhiều thời gian để gắn lại nó. Chúng ta sẽ thay thế quả dừa hồi môn bằng cách nào đây chứ? Làm sao đây? Có một cách rồi.
Guanica, anh muốn xin lỗi em. Kể từ khi chúng ta kết hôn với nhau, anh vẫn chưa làm tròn trách nhiệm. Anh đúng là người không tốt. Nhưng từ lúc này, anh muốn mình sửa sai ngay bây giờ. Em có cho anh cơ hội được không? Anh đi đâu vậy? Quả dừa hồi môn đã rơi khỏi tay của anh. Điều đó thật sự khó chịu. Anh sẽ thay thế nó. Hôm nay anh mới nhận ra được ý nghĩa của hôn nhân. Và anh thật sự không muốn đám cưới hôm nay bị cản trở vì một điều quá tầm thường. Dạ, anh sẽ thay thế nó. Anh không cần phải lo lắng. Em sẽ giữ nó. Đi thôi, đưa nó cho em. Hãy đứng lên trao đổi vòng hoa. Cô dâu đặt vòng hoa vào cổ chú rể. Đi về phía trước để buộc nút. Hai vị đứng lên để tuyên thệ.
lời thề đã được thực hiện, hãy dâng lễ vật lên ngọn lửa thiêng. Hãy cầm nó trong tay ngay bây giờ. Là một quả bom. Chạy đi, Ranazi. Mau buông tay ra, ta không thể nào để cho người khác rơi vào nguy hiểm. Số phận của em đã gắn liền với anh, em sẽ cùng sống chết với anh, Ranazi. Gayatri. Ranazi. Gayatri, con gái của ta. Ranazi! Con gái yêu, không phải vận mệnh, đó là nghiệp chướng cướp con gái mình. Ranazi. Ranazi. Con gái yêu. Ranazi. Mọi người không cần lo lắng đâu. Cô ấy chỉ ngất xỉu mà thôi.